Vậy là xà cân sẽ đi cùng với xe đẹp ơi và long hóa rồng. Trong khi đó là Yến Xích Lô, con gái vua, và là Củ Su Hào sẽ song hành cùng với nhau em nhé. Một pha áp sát rất nhanh đến từ Ác Thiên Vương Bang. Vâng, đã có người phải ao rồi anh em ạ. Hình như mình nhìn không nhầm thì là Củ Su Hào. Không hiểu vì sao thì Ác Thiên Vương Bang lại ra đi đột ngột như thế vậy. Ra đi mà không để lại một lời tiếc thương nào. Lợi thế đang thuộc về đội màu xanh của xe đạp ơi, xà cân và bỏng ngô rồi. Đang là 3-2. Xà cân đang đem đến một luồng gió mới dành cho ngũ độc trưởng của server chúng ta. Sau khi những ngày gần đây thì hệ phái này đã có một chạy đua vũ trang rất tốt. Và khi họ đi cùng với đường môn thì cực kỳ hiệu quả em ạ. Vâng, chúng ta vừa xem lại tình huống dứt điểm. Và chiến thắng đã được gọi tên của đội